Em chào cô bà cô chú cô đi học. Đâu quen vòng trong bà cô chú coi bữa nay chi mặc đồ gì vậy? Hôm nay ở trường chi là mặc bộ đồ màu xanh hả cô chú anh chị? Do là mấy năm trước đó là có một bé trai của chú anh chị trên đường đến trường đó, là bị tai nạn giao thông ha. Xong rồi hôm nay là ngày sinh nhật của bạn trai đó nè, bé trai đó nè, cho nên là ở trường sẽ mặc bộ đồ màu xanh này để tưởng nhớ đến cái bé trai đó đó cô chú anh chị. Sẽ được mặc đồ tự do nhưng mà mặc đồ màu xanh hả mọi người. Trời ơi, em chi em giục cái giỏ xuống đất luôn kìa. Cái chậu tulip nhà Kim nè. Cái bông này bữa nay nó đã cao lên rồi nè. Mà sao nó không, nó vẫn không có điều không biết nữa. Mấy cái này vẫn còn nhỏ. Rồi let go chi à. Đưa giỏ đây mày xách cho. Đây có cái hoa màu vàng đẹp quá nè mọi người. Cái hoa màu vàng này năm cánh hả cô chú anh chị, giống như hoa mai năm cánh của mình đó. Hôm nay đưa Chi Chi đi học xong là buổi chiều nay về cô chú anh chị là tối nay là sinh nhật của ba Chi luôn hả mọi người. Là bữa tiệc sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ tối hả cô chú anh chị. Thì trong video này Kim sẽ chia sẻ là cái chi phí mà đặt tiệc ở Anh thì bao nhiêu hả cô chú anh chị. Và cuối bữa tiệc thì ba Chi sẽ nhận được những món quà gì hả mọi người. Cô chú anh chị và các bạn nhớ đón xem hết video để biết thêm về văn hóa, đi tiệc và tặng quà ở Anh hả cô chú anh chị. Cái đó là cháo porridge đó chị ạ. Không phải noodle đâu, porridge. Cháo yến mạch đó chị. Chị ăn cháo yến mạch không mai mà làm. Ok. Ở bữa nay ngựa ngựa mang dạy bông dạy hoa, không có chạy vô nước nha. Ba Chi Chi đi công tác hả cô chú anh chị. Thì hôm nay khoảng 10 giờ sáng này mới về đến nè mọi người. Xong rồi về là anh sẽ đi lo mua bong bóng, rồi đi cắt tóc gì đó, là chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay á cô chú anh chị. Để về tới nhà rồi cô chú anh chị ơi. Cái hoa nhà Kim nè cô chú. Cái này là hoa gì mà, cái gì mà tuyết tuyết gì đó mà Kim quên tên mất tiêu rồi. Mà cái này là nở vào mùa đông hả mọi người. Cái hoa này nở cũng rất là lâu luôn đó cô chú anh chị, khoảng vài tháng luôn đó. Ví dụ như mà ngày nào mà có bị đống đá ha, tuyết rơi gì thì vẫn không sao đó cô chú anh chị, nó vẫn sống luôn đó. Mỗi năm nó đều mọc lại hả mọi người. Tulip nhà Kim nè. Mấy cái tulip này là cái hạt cũ từ năm ngoái Kim trồng lại đó. Cho nên là cái cây nó nhỏ nhỏ nè cô chú anh chị, nó không có lớn. Nhưng mà nó cũng sắp nở luôn rồi mọi người, nó búp búp rồi nè. Hôm nay Kim Chi, hai mẹ con đang làm thiệp sinh nhật cho ba Chi hả cô chú anh chị. Đây. Cái này là Kim mua xong rồi viết cho thôi chứ cũng không có làm gì hết trơn đó mọi người. Chi đang vẽ nè cô chú ơi. Cái thiệp Kim nó mua cho Chi rồi đó mà Chi nó muốn vẽ thêm nữa đó cô chú anh chị. Vẽ trái tim nè, cái tim bự quá hả chị ha. Chị vẽ xong chưa? Đây là cái thiệp này Kim chọn cho Chi nè. Rồi đâu, trời ơi, trái tim đẹp quá. Này Chi viết gì đây? I love my daddy. He is the best. He is my best hero. Lots of love from Lauren. Good. Rồi bỏ vô kia đi. Mẹ làm trước con nhìn rồi con làm theo nha. Rồi mẹ sao luôn nè. Xì. Không. Mẹ rồi lấy ra nè. Rồi. Rồi giờ chị làm đi. You want the brown one? Okay. But can you help me? Okay. Đúng rồi. You keep my thing around and rồi, lấy đi.
Mà cô chú thấy chị điệu không mà cô chú? Chị phải đòi làm tóc xoăn mới chịu nha cô chú ông bà. À, cô chú. À, trang điểm là làm tóc xoăn nè. Hả chị hả? Chị biết tóc xoăn là gì không? Là curly hair đó con. Oh. Mẹ mang xong rồi mẹ tự gáy vô cho. Mang xong rồi mẹ tự lấy tóc. Bây giờ là 6 giờ 40 rồi hả cô chú anh chị? Nhà Kim đến trước mọi người. Mình mời khách 7 giờ tối nhưng mà nhiều khi á, là 8 giờ hơn hoặc là 8 giờ người ta mới đến cô chú anh chị. Tại vì hôm nay thứ 6 mà. Thứ 6 thì người ta đi làm việc 5-6 giờ mới về ha. Về cũng nhiều khi có con cái nữa. Rồi tắm rửa sửa soạn đi là cũng trễ đó mọi người. Tới nơi rồi hả cô chú anh chị? Cái phòng tiệc là từ đó đó mọi người. Từ nguyên một cái khu bự rồi đó đó, khu lớn rồi đó đó. Tới đó đó. Buổi tối nhìn ra ngoài này nè cô chú anh chị. Giống như là một cái rừng đó mọi người. Âm u thấy sợ chưa? Đây là phòng tiệc hết cô chú anh chị. 2 4 6 7, chỉ 7 bàn thôi mọi người. Cái phòng này có thể chứa được 120 khách đó cô chú anh chị. Mình đặt bàn xong rồi cái mình thuê cái phòng này, không phải là đặt bàn nữa, là mình thuê cái phòng này ha, rồi mình thuê DJ, rồi mình đặt đồ ăn. Là đồ ăn ở đây tính là đầu người ha cô chú anh chị. Ở đây sẽ có giống như là buffet ha mọi người. Bây giờ Kim muốn biết là đồ ăn có ra chưa nữa, chắc là chưa. Chưa cô chú anh chị, xin là nhìn khép luôn nè. Tại vì Kim đặt 8 giờ tối mới có đồ ăn, là 8 giờ tối thì mới đem đồ ăn ra đó mọi người. Hôm nay làm sinh nhật là sinh nhật cho Tony 50 tuổi nha cô chú anh chị. Hôm bữa là có Kim nói là sẽ bật mí là sinh nhật của Tony bao nhiêu tuổi ha. Là mọi người thấy đó là số 50, đây là số 70. Là chú chồng của Kim á, là năm nay 70 tuổi luôn, là tháng này 70 tuổi nè cô chú anh chị. Cùng tháng với Tony. Cho nên là sẵn rồi cái nhà Kim làm cho Tony đó, sẵn làm cho chú luôn. Sinh cùng tháng với Tony ha cô chú anh chị. Chi chi kìa, đã lên nhạc rồi kìa. Ở đây hình như là có một cái cửa đi nữa nè, lúc nãy là Kim đi cửa kia. Nhưng mà đây là cái cửa. Ô không phải, đây là cửa kho rồi cô chú ơi. Là mình đi phải đi cái cửa ngoài kia. Chi mới vô chưa có khách đến mà chị nhảy rồi nè. Đâu, xem vòng nãy cho mẹ coi coi. Nhạc chưa lên á, mới dạo mà nó lên nhảy cái nè cô chú ơi, quá trời rồi. Đó là nhảy cả đêm về, mệt luôn. Ở phía ngoài đây hả cô chú anh chị, thì có cái quầy bar ngoài đây. Nước uống là riêng hả mọi người. Mình mua nước là uống cứ một mỗi một ly bia hay là một ly rượu gì đó là tính tiền từng ly riêng. Có quầy bar hả cô chú anh chị. Thì ở bên này mình đặt tiệc á cô chú anh chị, là không có giống như ở Việt Nam mà mình đặt trọn gói một cái tiệc hả mọi người. Ở bên đây người ta đặt tiệc giống như cái phòng này nè, là cho giống như cái phòng này nè mọi người, là người ta cho thuê là 200 bảng Anh. Thì Kim cứ tính là trung bình là một bảng Anh là 30.000 hả cô chú anh chị, 100 bảng Anh là 3 triệu ha, cứ tính trung bình như vậy đi. Tại vì bảng Anh bây giờ Kim không biết hiện tại là bao nhiêu nữa, thỉnh thoảng 30, 31 hoặc là 32 hoặc là nhiều khi nó xuống 29, Kim cũng không biết bây giờ hiện tại là bao nhiêu hả mọi người. Thì cái phòng này thuê là 200 bảng Anh hả mọi người. Xong rồi thuê DJ cái anh mà đánh nhạc á, là 350 bảng Anh nữa. Rồi cái tiền đồ ăn cho cái phòng này là 50 người, 7 bàn nhưng mà chỉ đặt 50 người hả cô chú anh chị. Thì 26 bảng Anh cho 50 người là khoảng 1.300 nữa hả mọi người. Còn những cái bong bóng đó đó là mình trang trí là mình mua riêng ở ngoài, mình đem vào hả cô chú anh chị. Ở bên đây người ta không trang trí gì hết, người ta chỉ dọn bàn ra cho mình vậy thôi. Là bong bóng đó là mua hai cái số 50 với cái số 70 đó, với lại mỗi một cái bàn là ba cái bong bóng cho nó bay bay đó mọi người, là 100 bảng Anh đó, là những cái đó là 100 bảng Anh cho tiền bong bóng không ha, là tổng cộng là 1.900.
50 bảng Anh là khoảng 58.500.000 hả mọi người, là chưa có tính tiền uống nước đó cô chú anh chị. Như khách mà đi tiệc á là người ta sẽ tự mua nước, mình chỉ thuê phòng, đồ ăn và nhạc đến chơi thôi. Người ta đến uống cái gì là ta tự mua, ở đâu cũng vậy hả cô chú anh chị, mình đi tiệc ở đâu cũng vậy chứ không phải là tiệc ở nhà mình làm thì mới vậy hả mọi người. Thì mỗi một người khách đến á là Tony sẽ ra chào và mời họ một ly nước, một ly bia, một ly rượu gì đó, tùy ai uống cái gì thì mình sẽ trả tiền là khoảng 3-4-5 bảng Anh gì đó. Thì trung bình cứ 50 người mà 3-4-5 bảng Anh thì tính ra cũng gần 200 bảng Anh hả cô chú anh chị, là khoảng 5-6 triệu tiền nước đó, là tính ra khoảng hơn 60 triệu tiền cho cái bữa tiệc như vậy thôi hả mọi người. Thì đồ ăn là ăn giống như là tiệc buffet đó cô chú anh chị, gồm có Kim thấy là có 3 món sandwich nè, salad, rồi ba cái loại sandwich khác nhau đó cô chú anh chị, một món salad, rồi có một cái món cà ri ăn với lại cơm, và một cái món giống như là thịt thịt gì ta, thịt bò kho vậy đó cô chú anh chị, thịt bò kho mà kiểu Anh đó. Rồi có thêm hai cái món cánh gà nữa, một cái món cánh gà chiên xù với lại một cái món cánh gà làm chua ngọt đó cô chú anh chị. Là cái đồ ăn của Kim là có thêm, Kim đặt thêm hai cái món cà ri với lại cái món cà ri với lại món bò kho riêng hả cô chú anh chị, là mình đặt thêm vào cho nên mình trả thêm. Chứ mà những ai mà không có đặt thêm hai cái món đó thì cái set menu cũng rẻ thôi mọi người, một đầu người là khoảng bao nhiêu ta, một đầu người là khoảng mười mấy, 20 bảng Anh gì đó, 19, 18, 19, 20 bảng Anh gì Kim quên rồi, nhưng mà Kim chọn cái này thêm hai món nữa là 26 bảng Anh một đầu người hả cô chú anh chị. Tại vì Kim thấy ít quá đó cho nên là Kim order thêm đó mọi người. Hip hip. Hey! Hip hip. Hey! Hip hip. Hey! Cái này có hai cái bánh sinh nhật là do một cái cho Tony, một cái cho chú chồng Kim hả cô chú anh chị. Mà chú chồng Kim mà do lớn tuổi đó mọi người, không được khỏe cho nó đi về rồi cô chú anh chị. Tony đã có một đêm sinh nhật rất là vui hả mọi người. Ở đây đó, những cái cô chú bác này nè cô chú anh chị, 60, 70, 70 mấy tuổi luôn, vẫn là nhảy múa rất là vui mọi người. Không có ngại ngùng gì hết đó cô chú anh chị.
mọi người ai cũng lên nhảy, xong rồi mệt, xong rồi xuống ngồi ăn uống, xong rồi lên nhảy tiếp như vậy đó. Không có ngại mọi người, ai cũng rất là tự nhiên. Tại vì những cái người này nè, là đa số là những cái người bạn lâu năm của Tony, hoặc là những người hàng xóm rất là thân thiết của chú anh chị, cho nên ai cũng rất là thân thiện và gần gũi hết trơn đó mọi người. Tonight is probably a little bit different than that. A few months ago, Kim and I were talking about having a 50th birthday party, and we were both debating really how many people to invite. I started off with 200. Kim said 100, and then we ended up with about 40 or 50. And probably even in the last 50 years of my life, there's been a lot of people who have been very influential, but the people who have been most influential are the people sat in this room tonight. I want to talk just very, very briefly, not for too long, about the people that are in this room and why. First of all, my family. I want to say a big thank you to my mum and dad, who have brought me up. My mum has been one of those people who has always given me good advice and brought me back in line. My dad has been the person who's given me the vision of business. So, Dad, wherever you are, I hope I've lived up as much as I can to your expectations. Next to that, my brother, who also is very business-minded, has also driven me a lot to do what I'm doing in my current work. My extended family, my two cousins, my auntie and uncle, we always have a great time whenever we're together. We always have a laugh, we're always making fun, always very supportive, so thank you to you guys as well. Looking into the corner, Mr. Hayes and Mr. Honor, my Formby crew. We have many, many, many years of great, great fun, great times, great memories. And Mum, Dad, if you think I'm a moment, go and spend 5 minutes with Mark Honor. I'm sure you'll find him. He definitely takes to whiskey. But together with Paul and Mark and with Kerry and Luke, we've had some great times over the past, which are very memorable occasions. Looking closer to home, this table in front here. Don't even know yet. You just get a party going. Most of it is what we call the Swiss Pine Posse. So, neighbours. I'm very, very good friends. When I first moved into Swiss Pine in 2017, Michelle and Greg were the first ones to drop a card through the letterbox and remind me of, of how lovely the neighbours can be. And over the years, together with Dave and Mary and the family next door, you know, we're very fortunate to have neighbours that make it feel more like Ramsey Street rather than Nightmare on Elm Street. So a big thank you to those guys, because they really make living where we do very, very comfortable. Moving on to the left side of the room, this gentleman, Mr. John Graham, has been my hairdresser for the last 25 years. Suck him! Well, you did. Evidently. But John has been a very good friend of mine. We often talk a lot about work, family, friends. It's a good opportunity for me to vent my frustration on business, the kids, Kim.
And together with Laura, his wife, who I've known for a long time, you know, are still very, very good friends to me. Moving to the front of the table, Lee and Laura, who also I've known since I moved to Rainhill 20 years ago. And Lee particularly is a very close confidant of mine, where we also vent about business, life, kids, women, wife, and all the other troubles that life brings on a daily basis. Looking to the right side, the gentleman with his back to me, which is rather kind of rude. Julian and his lovely other half, Nicola. Julian and I have been friends for over 15 years. We met on another stag do. Many stag do's I've been on in the last 20 years. Also, very business-minded, always an opportunity to talk about business opportunities and business frustrations and find a way to come up with something to move forward. And then last but not least, the table in front of me, which is a combination of my gorgeous nieces, Harriet and Nancy, who are British gymnastics next generation, and who I'm completely proud of in everything that they're doing in their athletic social activity. These kids are unbelievable. And if you saw their videos and see their videos tonight, they are amazing in what they do, and I'm really, really proud of you girls. My eldest son, who has made a cameo appearance, a celebrity appearance. Ain't here anymore. He ain't here anymore. He's probably fast asleep in bed. Jacob, who I'm incredibly proud of in his work. And Cameron, who is also doing incredibly well. And then not forgetting my beautiful little daughter, Lauren. The little lady of the camp. You want to say hello? You lost your tongue? You say? And then, of course, without all of this is my gorgeous wife, Kim, who, having my back, having my support, or having the support of me to be able to do my work and career prospects, would not be possible without your support as well. So, so you, darling, I love, and thank you very much for your support as well. So I hope you all enjoy the rest of the evening. Thank you for coming. It's most appreciated, and please enjoy. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Happy birthday once again, sir. Tại hát cô chú anh chị như đã hứa thì Kim sẽ quay xem là Tony được những cái món quà gì cho sinh nhật của anh hả mọi người. Đây là giống như một cuốn album hả cô chú anh chị. Một cuốn album của em họ Tony là con của dì. Là một cuốn album từ lúc mà Tony còn bé cho đến khi mà 50 tuổi hả cô chú anh chị. Có rất là nhiều hình của Tony luôn. Từ lúc nhỏ rất là... Cái này là một món quà Kim thấy rất là ý nghĩa luôn nè. Từ lúc còn bé xíu, xong rồi tới lúc đây tới lúc những năm gần đây ha cô chú anh chị, đây nè, rất là dễ thương mọi người. Kim rất là thích cái món quà này luôn, món quà của Tony rất là ý nghĩa ha cô chú anh chị. Ngoài cái cuốn này, đây là gia đình của dì
dì Tony hay cô chú anh chị là em họ là làm cái cuốn này, xong rồi có thêm một cái thẻ mua hàng Amazon nè mọi người. Đây là phần của chú chồng Kim hả cô chú anh chị, cái sinh nhật 70 tuổi luôn hả cô chú anh chị. Đây, chú tặng một cái check là 50 bảng Anh hả mọi người, 50 bảng Anh thì khoảng 1,5 triệu hả cô chú anh chị. Và đây là ba người bạn thân của Tony, ba người bạn mà từ lúc khoảng 10 mấy 20 tuổi đó cô chú anh chị. Tặng một cái voucher đi ăn ở một cái nhà hàng steak hả mọi người, là 50 bảng Anh. Đây, đây là chị bạn hàng xóm đối diện nhà Kim là tặng một cái thớt. Cái thớt này để mình ăn thịt bò hay là mình ăn phô mai gì đó cũng được hả mọi người, ăn thịt ăn gì đó. Còn đây là cái món quà của hai vợ chồng bạn Tony, quen nhau cũng 20 năm đó mọi người. Tặng một cái ly và một cái miếng lót ly hả cô chú anh chị. Đây là cô hàng xóm, cô hàng xóm tặng một chai rượu gin nè. Và một cái cô hàng xóm nữa cũng tặng một chai rượu luôn hả mọi người. Và một cái chị hàng xóm này rất là dễ thương, tặng nguyên một cái giỏ quà luôn cô chú anh chị. Mà được cái giỏ này luôn nè, cái giỏ này kia đựng đồ được nè cô chú anh chị. Trồng cây gì trong đây cũng được nè, trồng cây mà để trong nhà đó mọi người. Trong đây thì có một chai rượu nè. Cái chị này nè luôn luôn lúc nào cũng rất là chu đáo của chú anh chị, tặng rất là nhiều quà luôn. Trước tiên là Kim nói cái này trước, đây là có hai hộp phô mai hả mọi người, hai cái loại phô mai, hai cục phô mai này. Cái này mọi người biết để làm gì không, cái này là ăn cùng với phô mai, giống như một cái bánh nè, bánh yến mạch nè, ăn cùng với phô mai. Và có thể ăn cùng với cái này mứt dâu hả cô chú anh chị. Đây, cái mức này nè, ăn cùng với phô mai luôn đó cô chú anh chị. Ăn xong rồi uống rượu này, hay không mọi người. Và trong khi đó là có một cái hộp này chocolate. Cái cô cái này nè là uống với champagne nè mọi người. Đó, chị này rất là chu đáo luôn, rất là suy nghĩ. Rồi tặng cái giỏ này, chị nói là thấy cái giỏ này nè là mua liền luôn, là suy nghĩ tới Kim mà Kim sẽ dùng được nhiều thứ đó. Có thể là đựng đồ, hoặc là có thể dùng thùng rác luôn cũng được. Thùng rác ở trong nhà, hoặc là mình trồng mấy chậu cây trong nhà đó, mình để vô cái này hả cô chú anh chị. Rất là tiện luôn. Nó là ngoài ra là có những kẹt, ngoài ra là có những cái người bạn mà đi sinh nhật đi không hả mọi người, không có tặng thiệp, không tặng quà mà cũng không mang thiệp luôn. Là cũng có rất là nhiều người, những cái số đó ha. Chứ không phải như Việt Nam mình, là trước tiên khi mà đến cổng là sẽ bỏ thiệp trước hả cô chú anh chị. Ở bên đây là không có, bên đây là giống như là về mặt tinh thần là chính, là những món quà cũng là tinh thần luôn hả cô chú anh chị, không có mang ý nghĩa vật chất ha. Giống như đây là một cái hai vợ chồng đi một cái cúp nè, một cái ly này thì Kim nghĩ không có giá trị về vật chất nhiều, nhưng mà giá trị về tinh thần hả cô chú anh chị. Nó là như vậy đó mọi người.